Tiếp tục là một mẫu váy của nhà Mega Fashion mang hơi hướng cực kỳ mùa hè đây. Nếu như mọi người tìm kiếm một mẫu váy vừa nữ tính vừa tôn dáng lại vẫn phải thoải mái thì chắc chắn chính là cái sản phẩm ngày hôm nay Meg giới thiệu rồi. Về form dáng thì chiếc váy này có phần tay ngắn này, rất là phù hợp với không khí rồi thời tiết nóng nực đúng không? Chiều dài thì sẽ quá gối một chút, như là men cao 1m6 thì sẽ quá gối một xíu. Men nghĩ rằng chiều dài này thì sẽ khi mà mặc vào ấy, đặc biệt là với những cái chiếc váy liền và cùng một màu thì sẽ có cảm giác là người của mình nó dài ra hơn, sẽ cao hơn và hách dáng được một chút. Nhưng mà tất nhiên là tuy là một màu như vậy thôi, nhưng mà chiếc váy này lại không hề nhàm chán, bởi vì có những cái phần chữ in ở phía thân trước như vậy. Đó, phần chữ in tạo thành một điểm nhấn. Và màu sắc in thì cũng rất là nổi bật đúng không? Màu đỏ ở trên nền be như vậy. Tương tự với một phiên bản màu sắc khác này thì y chang những cái đặc tính, chất liệu Yumi cotton, rất là mát, thấm mồ hôi, có giãn. Và cũng là cái hàng chữ đỏ như vậy mọi người nhá, vừa là chữ vừa là hình kết hợp với nhau. Đây, phần mặt sau thì là sẽ là trơn luôn. Mẫu váy này có đầy đủ các size để cho chúng ta lựa chọn. Và với một cái mẫu váy mà dễ dàng để mặc như vậy cho mùa hè thì cái việc kết hợp đồ thì Men nghĩ rằng công thức cũng chỉ đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lựa chọn những phụ kiện có tông màu trùng với sản phẩm mà chúng ta đang mặc. Thêm một đôi giày màu đen thì quá là basic và phù hợp với mọi kiểu trang phục rồi. Thì đó là những cái chia sẻ của Mê Anh về mẫu váy hot hit nhà Mega Fashion. Mong rằng các chị em cũng có thể là nhanh chóng để có thể sở hữu bộ váy này, bởi vì chắc chắn là cực kỳ nữ tính, cực kỳ thoải mái và cũng cực kỳ tôn dáng đấy nhá.